xả giác phần Chính là ở trước nói về hành xả Xả là buông xả Nhược xả sợ kiến Niệm trước chi cảnh thời Thiện năng giác liễu Sở xả chi cảnh hư ngụy Bất thật Dịnh bất truy ức thì di xả Có thể thấy trong xả bỏ này Quan trọng nhất chính là không còn hồi ức. Thật sự xả bỏ. Nếu thường nghĩ đến quá khứ, tức quý vị chưa buông xả. Nghĩ đến những việc thiện, hành vi thiện trong quá khứ, đây là việc tốt. Nhưng quý vị vẫn chưa xả bỏ. Quá khứ đã gây ra những việc ác và hành vi ác. Nếu quý vị không xả Tương lai sẽ chiêu cảm lấy quả báo trong ba đường ác Nếu thường nhớ nghĩ đến việc thiện Đây là quả báo của ba đường lành Ba đường lành tốt chăng Không tốt Vì sao vậy Vì không ra khỏi luân hồi lục đạo Hiện nay chúng ta muốn ra khỏi luân hồi lục đạo Thế nên Thiện ác nhị biên đều phải xả nhưng về mặt sự nhất định phải biết Đoạn ác tu thiền Phải nỗ lực thực hành Sau khi làm xong Bất luận thiện hay á Đều không nên nhớ nghĩ đến nó Đây gọi là xả giác phần Nếu làm rồi Vẫn thường nghĩ tôi đã làm biết bao công đức làm không biết bao nhiêu việc thiện Như vậy là sai Như thế nào Vào thọ báo trong ba đường lành Chính là đi hưởng phước Phước báo tu được Nếu quý vị có thể buông xả Không còn hồi ức Như vậy những điều ta làm Sẽ trở thành công đức không xả bỏ Thường nhớ mãi trong lòng Như vậy là biến thành phước đức Phước đức hay công đức Chính là nói theo cách này Thế nào gọi là phước đức Và công đức là gì Việc đều giống nhau Đều là việc tốt Một bên là nhớ hoài không bỏ Phước đức Công đức Giúp quý vị liễu sanh tử Suốt tam giới Phước đức không được Phước đức chỉ là Giao thọ báo trong ba đường lành Thế nên Công đức không dễ tu Phước đức dễ tu Chứ vị học Phật Đến tám chín phần Là tu phước đức không phải công đức. Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng. giữa công đức và phước đức, thật sự có thể buông xả, duy trì mãi tâm thanh tịnh của chính mình. Như vậy những việc quý vị làm đều là công đức. Công đức có thể giúp quý vị được định Bên dưới chính là định giác phần Định giúp quý vị khai trí tuệ Trí tuệ trong tự tăng dụng có Không phải từ bên ngoài vào Thế nên Biết cảnh giới mà chúng ta xả Bất luận là làm bao nhiêu việc tốt Đều không nên hồi ức Là bao nhiêu việc á Cũng không nên nghĩ đến Việc á thì phải nỗ lực sám hối Không còn tái phạm không nên thường nghĩ đến nó Vì sao vậy? Nghĩ một lần thì quý vị lại tạo tội một lần Thường nghĩ đến thì càng tạo càng nhiều Điều này rất phiền phức Nên nhớ Trong kinh Đức Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp phần kết tội trong đại thừa giới kinh đã dùng tiêu chuẩn này không cần đợi quý vị làm quý vị không làm chỉ cần khởi ý niệm là đã tạo tội khi hiểu được đạo lý này chúng ta nên buông bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian Buông bỏ nên nhớ là tâm buông bỏ Chứ không phải buông bỏ trên mặt sự Nếu buông bỏ về mặt sự thì không ai làm nữa Nếu Đức Phật buông bỏ về mặt sự Thì Ngài không cần thị hiện tại nhân gian Cũng không cần giảng kinh giáo hóa suốt 49 năm Sự không buông bỏ ngày ngày vẫn làm là một cách rất vui Nhưng trong tâm Không nhiễm chút bụi trần Đây gọi là xả Thế nên xả là đại gia Không phải sau khi xả là quên hết Nếu xả rồi mà quên hết đó gọi là gì gọi là vô minh đó vào trong vô minh như vậy không được tính chất của vô minh là đen tối quý vị ngô si không biết gì cả đó không phải phật pháp những cảnh giới này đều phải rõ ràng thấu trị Cảnh giới xả bỏ Tất cảnh không Bất khả đặc Thiện nhân thiện quả Ác nhân ác bạo Tất cả đều bất khả đặc Không xả Không xả thật sự phải nhận lấy Quý vị làm thiện Hưởng phước trong ba đường lành Tiêu nhân thiện của quý vị Nhân thiện quý vị tạo trong quá khứ Ba đường ác Tiêu nhân ác của quý vị Nghiệp ác quý vị tạo trong quá khứ Thế nên thực tế mà nói Lục đạo cũng là pháp bình đẳng Cũng đều tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng có thiện ác Ba đường thiện tiêu nghiệp chướng thiện của quý vị Ba đường ác tiêu nghiệp chướng ác của quý vị Nghiệp chướng tiêu hết Quý vị mới có thể thoát ly luân hồi lục đạo phàm những gì có tướng đều là hư vọng hư ngụy không thật đừng mãi truy tìm quá khứ quý vị nghĩ xem tâm chúng ta thanh tịnh biết bao tâm thanh tịnh hiện tiền đây gọi là xả.